gian này là nghiệp là nó đòi dữ lắm rồi, tất cả là chiến tranh không có dừng nè, tất cả bệnh tật kiếp nạn nó tới hết, là cái đó là cái lệnh của cha và mẹ và mười phương chư Phật các cung các cõi là hợp với nhau hết trơn rồi. Thì mình ở nước Việt Nam là đất Phật, thành thử của mình là tới trễ, thì mong tất cả cô bác, nhất là tín đồ hảo đó, có duyên nghe thì nhận thấy đúng thì tự sửa, còn sai thì đừng thèm nghe. À, mình có duyên để nói pháp với các quý vị nghe. Đó là thầy ổng mới bách bảo nói là con ơi, cái đó là lực thiên để cho tất cả nước Việt Nam thấy kiếp nạn đủ thứ, chiến tranh không ngừng nghỉ đó, để cho mình thấy như vậy mình ghê, mình sợ, để mình ăn chay, để mà mình sửa, để mà mình còn kịp được hồn và xác dự hội long qua. Còn nếu mà mình thấy tất cả các nơi mà kiếp nạn tới dồn dập mà nước Việt Nam mình không có cái gì rồi á, là nói những quý vị người ta lên cộng đồng mạng người ta nói dốc nói láo nói gì không có cái gì, đó là chưa phải là không có đâu, nó sẽ có hết trơn à, mà đều tới sau chứ không có tới liền bây giờ. Còn á, đó là thầy ông đứng ra ông xin á, với cha Ngọc Hoàng với mẹ Địa Mẫu để cho tín đồ của ổng tới trễ để mà người ta tu hành tinh tấn để rốt ráo để mà được lên thiền gồng của thầy đưa về dự hội long qua, thành thử mới đi chậm trễ như vậy đó, chứ không phải mà không có đâu. Mà tất cả quý vị đạo hữu hay tất cả trăm họ vạn dân đừng có thấy như vậy mà là không tin rồi không tu hành tinh tấn không gán cúng lại. À, mình bây giờ á, là nói là cái tựa bài này là ăn chay thì đặng sửa, chứ không phải ăn chay mà thành Phật đâu, ăn chay chưa phải là thành Phật, ăn chay mà tâm không có chay, ăn chay á mà tâm sân si không buông bỏ không nhẫn nhịn là cũng không có gọi là tu đâu. Ăn chay là phải sửa, sửa tâm sửa tánh sửa ý sửa khẩu rồi nhẫn rồi nhịn rồi buông hết cái tâm của mình ra đi hết, để mà mình chỉ trong đầu mình chuyển niệm 6 chữ Di Đà rồi mình mới gọi là người đúng là chay thật tâm, chay tâm mới quý đó, là phải gọi là ăn chay. Còn nếu mà ăn chay mà không sửa thì thôi giờ phiên các quý vị uổng phí của mình ăn chay dữ lắm. Ăn chay thì phải sửa, sửa trau dồi tâm tánh. Thí dụ bữa nay á mà mình có người ta nói oan nói ức cho mình ha, thì mình nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật tôi ăn chay đó, như vậy là mình cứ nhớ mình ăn chay hoài là mình nhẫn mình nhịn để mình cúng mình lại để mà mình á được gặp thầy và được coi dự hội long qua. Chứ không phải mà hội long qua nó không có mà chiến tranh cũng không có, không phải đâu. Chiến tranh á là tới nước Việt Nam mình là tiếng sấm nổ thứ nhất đó, là 18 nước nó mới thấy nổi đền vàng ngọc ngà châu báu đủ thứ nó mới đánh tới nước Việt Nam mình đó. Giác đó đó là mới là nước Việt Nam mình mới bị kiếp nạn. Thì người nào tu á, biết ăn chay á, mà sửa tâm tánh thì người đó người ta không có bị kiếp nạn cái gì chân. Khúc đó là thầy ổng che chở hết. Cái điển của thầy á, là cái làng nào cái xóm nào mà biết ăn chay là dầu cho bom đạn rồi nó thảy mìn súng bắn gì cũng không có thấm thía gì mình chứ á. Tại vì mình niệm 6 chữ Di Đà mà mình ăn chay mình sửa là mình có cái áo giáp của thầy tổ cha mẹ ban cho mình, súng bắn không có lũng nữa đâu, tạo thế gì đó, niệm 6 chữ Di Đà chiến tranh đánh gầm 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 vậy chứ mà mình không có chết đâu. Tại vì cái áo giáp của mình nó có dày lắm rồi, thành thử nó không có chết chóc gì. Thì thành thử là tất cả chị em và trăm họ
của con dòng giống tiên á, thì gắng cố gắng lên đi, đừng có tưởng đâu á là dòng dòng ở đâu cũng có, ở nước Việt Nam mà không có, vậy là mấy người người ta lên mà người ta được ân trên bách bảo á, người ta nói vậy là người ta nói sai hết sao? Không bao giờ, hoàn toàn không có sai đâu, tại vì đó là thầy ông sinh cho nước Việt Nam mình để đi sao đi trễ thôi, chứ còn không có khi nào mà dừng được hết. Tại vì cái cuộc thiên cơ này đó là trời đã định sẵn hết trơn rồi, sắp an bài từ hồi 7 ức niên gì trước, là 700 ngàn năm gì trước đã sắp đặt hết trơn rồi, đâu đâu có mà không có hội lâm qua được, không có vụ mà chiến tranh đâu có, phải có hết trơn á, phải có mà nó có trễ như vậy đó. Đó, thành thử ra mong chị em là nước Việt Nam mình gắng cố gắng ăn chay rồi trau dồi sửa tâm sửa tánh, cảm thấy cái gì sai đó là mình sửa, mình đừng sân si. Rồi như thầy á, ổng dạy cho mình á, là ổng nói á, ăn chay 4 bữa đó là quy tắc của người khùng dịu dắt chúng sanh. Nếu mình ăn chay có 4 bữa là mình học trò mới có vô lớp mầm thôi. Mong chị em thiện nam tín nữ gắng cố gắng lên, ăn cao lên chút. Thí dụ mà thầy ông dạy cho mình lại có 4 lại cho củ quyền thôi, đó là thầy ông mới tập cho mình tu thôi, thì mong chị em nhất là cái đạo hòa hảo, chỉ là giữ nguyên tắc của thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ cứ vô đó, tới giờ công phu thì lại có 4 lại của quyền, lại tam bảo 4 lại, lại bàn hông thiên, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng có 4 lại, thì như vậy là quý vị tu á, như vậy là còn chậm trễ lắm. Cũng mong á, tất cả chị em thiện nam tín nữ lớn bé nhỏ cô chú bác gắng tiến bộ lên, tại vì mình thờ của quyền thất tổ là 7 đời, mình lại ít nhất là 12 lại đến 36 lại mình mới dập đầu cầu xin cho của quyền thất tổ xây chuyển cho gia đạo, con chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, thì mình càng lại nhiều chừng nào là mình càng chuyển nghiệp hung chừng nấy, là cái nghiệp quả của mình á, là nó mau hết, nó mòn nhanh để mà mình chuyển hóa lên, để mà mình cứu được của quyền. Rồi á, bằng Phật á, thì mình hồi xưa mình lại có 4 lại, bây giờ mình lại ít nhất cũng 12 lại đi. Tại cái tam bảo đó là nó tượng trưng nè, tam cõi cộng đồng Phật Thánh Tiên, nó tới 3 ngôi. Thì bây giờ chị em mình cố gắng lên, tới thời cúng của thầy đó mình gán lại tam bảo 12 lại. 12 lại là cái này là mới có lên lớp thôi nha. Gặp như tôi á, là tôi lại của quyền thất tổ hàng ngày là 36 lại. Rồi á, tôi lại á, là cái tam bảo á, là cái ngày thường là lại 12 lại, còn gầm 30 á, thì tôi lại rất là nhiều, tới 136 lại. Đó là ngày mấy ngày đó để lại hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh đó. Thành thử ra mong chị em nhất là tín đồ hòa hảo của mình nó gán cố gắng tu hành tinh tấn lại thật tình nhiều lên, rồi mình mới được chuyển nghiệp, chuyển cái phước này, rồi mình mới nộp đơn vô mình xin cho chồng, cho con, cho gia đạo. Còn mình tu ít quá, mình lại ít quá, thì cái nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp mình chưa chuyển được, mình đâu có xin được cho ai đâu. Giống như mình nộp đơn vô thì để đơn đó hoài hoài, rồi ông bí thư, ông giám đốc, ổng cũng không có xét duyệt được cho mình nữa. Tại vì mình lại có 4 lại này là quá ít đi. Tại vì mình xuống đây nhiều đời nhiều kiếp á, là mình tạo cái nghiệp dày lắm. Thầy ổng chỉ cho mình lại 4 lại là ổng mới tập cho mình vô tu thôi. Bây giờ mình tu nhiều năm rồi, cái công đức, công phu, công quả, công trình mình có nhiều rồi. Mong chị em, cô bác gán lại thật tình nhiều lên đi, lại được 136 lại thờ cúng của quyền, lại 136 lại bằng Phật đó, mình mới nộp đơn vô mình xin tiền kiếp trước và kiếp này con xuống trần gian, thân ý khẩu của con có làm chi tội lỗi thì xin 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng, hằng hà sa số Bồ Tát tha thứ cho con,
từ bi hỷ xả độ cho gia đạo con được tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bệnh tật tiêu trừ đầu năm tới những cuối năm. Mình nộp đơn mình lại cái công phu công quả công trình mình nhiều mình mới được xin cho gia đạo mình được, chứ còn lại ít quá cả cái nghiệp của mình chưa chuyển được rồi mình đâu có xin cho ai. Thì mong chị em á nghe được cái clip này gắng cùng tôi mà tu hành tinh tấn lên để mà kịp đòi chiều chuyến cuối mình mới được về dự hội Long Hoa, chứ không phải mà ở nước Việt Nam mình không có đâu, có hết trơn á, đủ thứ kiếp nạn tới bệnh dịch rồi đủ thứ hết trơn á mà nó tới chậm thôi đó, rồi bệnh ói ỉa tới nè, bệnh dịch tả tới nè, rồi bệnh tùm lum bệnh nó phát triển quý vị không có hiểu được đâu. Thành thử ra mong cho nhất là tín đồ hòa hảo của thầy, thầy ổng dặn á là nếu mà tới khi mà bệnh dịch mà nó về tới nước Việt Nam á, tất cả chị em mình nè đi về tổ đình hòa hảo á, đếm bao nhiêu cái kiệu trình tên họ là gì, múc một cái kiệu đó một ít múc chừng nào giáp hết mấy cái kiệu đó đó là con tên họ là gì, xin thầy gia hộ độ cho nghiệp nhiều đời nhiều kiếp cho gia đình con uống nước của thầy để hết quả căng mà tan chướng nghiệp. Thì bắt đầu là mới múc giáp hết mấy cái lu đó hết rồi vô chai rồi về nhà rồi mỗi một người trình tên họ lên mà uống, đó là thầy ổng cứu mình đó, chứ nghiệp quý vị ít đâu phải ít đâu mà quý vị uống có một múc một lu đâu có hết nghiệp, phải múc từ đầu lu đến cuối lu rồi giải gian rồi sinh rồi bắt đầu là ngừa được cái bệnh dịch của mình đó. Còn á quý vị á đệ tử của thầy nè rất là tu đông dữ lắm mà bị phạm cũng nhiều dữ lắm, là quý vị biết quý vị bị phạm cái gì không? Quý vị coi cha Ngọc Hoàng rất là tầm thường, mẹ Địa Mẫu quá tầm thường luôn, có thể tất cả đồng đạo hay chị em nào mà gia đình người ta thờ mẫu thờ tượng cốt mẫu là quý vị quá xem thường những cái xác nào mà thờ như vậy. Thì nay á, là đêm nay là đêm 14 tháng 7, tôi cũng có cái duyên để mà ở trên cha Ngọc Hoàng mẹ Địa Mẫu kêu nhắc quý vị để mà quý vị biết ăn chay thì phải biết xay biết sửa. Bây giờ quý vị không có thờ mẫu đi, quý vị tới cái chùa cái miếu nào mà quý vị gặp người ta thờ mẫu quý vị cúi đầu xá ba xá, quý vị tôn kính đi quý vị mới không phạm luật. Còn quý vị không tôn kính mà quý vị còn chơi bai người nào thờ mẫu là tà đạo không phải chánh đạo, đi lạc đường. Quý vị nói như vậy là quý vị tạo khẩu nghiệp rất là nhiều, quý vị một kiếp này quý vị bị đọa lạc không có được về tới đâu, vào cho quý vị tu hành cỡ nào cúng lại cỡ nào mà tâm quý vị mà xem mẹ Địa Mẫu mà quá tầm thường là quý vị phạm cái lỗi là trời không bao giờ tha cho quý vị, cha trời mẹ đất không bao giờ khoan dung cho quý vị. Tại vì mẹ Địa Mẫu mẹ là lớn nhất cả càn khôn vũ trụ, thầy còn nhận lệnh của cha Ngọc Hoàng mẹ Địa Mẫu xuống trần để hóa độ 92 ức linh căn còn lỡ là con của mẫu không chứ đâu phải quý vị, từ đâu có. Quý vị biết sai thì quý vị cứ tự sửa đi, tôi cũng không kêu quý vị là phải thờ mẫu hay là vô kinh mẫu, mà mong quý vị đừng có xem thường mẹ Địa Mẫu, mà đừng khi dễ những người nào mà người ta có thờ tượng cốt mẹ Địa Mẫu. Quý vị mà khởi tâm xem người ta thường, quý vị bị đọa lạc muôn thu không được linh hồn được thấy được mặt đất mà ánh sáng đâu nghe quý vị đạo hữu. Nhất là tín đồ của thầy rất là xem thường mẹ Địa Mẫu, mà nghe ai mà thờ mẹ Địa Mẫu là nói cái xác đó là tà đạo không phải chánh đạo, không nói ngay mặt cũng nói sau lưng là đi lạc đường. Quý vị biết đi tà với chánh như thế nào không quý vị ơi? Tà là tâm ta tà, chánh là tâm ta chánh. Thí dụ người ta đạo nào cũng được, ta thờ ai cũng được, mà quý vị sỉ nhục người ta, quý vị nói lén người ta nghe, ta dẫn tiếp đón quý vị, ta tôn trọng quý vị là người ta đâu có tà,
người ta tránh người ta mới không nói đúng mà cũng không nói sai. Quý vị nói sai người ta cũng không dặn quý vị, đó là người ta tránh rồi. Còn quý vị nếu mà quý vị tránh sao quý vị đi khi dễ là những người nào thờ mẫu là tà đạo, không chánh đạo đi lạc đường. Quý vị xét đi, bắt lỗi người thì phải xét lỗi mình, tà hay chánh là mình đó chứ không phải người ta đâu. Người ta thờ như vậy đó, người ta vô kinh mẫu người ta thờ, đó là tiền kiếp của người ta nằm bên cung tiên, người ta thề nguyện để người ta xuống đây. Những cái người mà người ta vô kinh mẫu đó là người ta được cái điển quang đó, người ta là xin cho tất cả chúng sanh ở đất nước Việt Nam này để mà mưa thuận gió hòa, được cơm no áo ấm. Mẹ địa mẫu mẹ tạo hóa ra cả càn khôn vũ trụ quả địa cầu, từ thức ăn thức uống, từ tất cả chuyện nhỏ chuyện lớn là mẹ tạo hóa ra. Mà sao mình lại xem bả thường, mình cho bả là tà đạo không phải chánh đạo, mà người nào thờ mẹ địa mẫu là người đó là tà. Quý vị nào lỡ có mở khẩu ra sai thì quý vị nên sám hối, từ nay trở về sau lại 108 lại, xin cha Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn mẹ địa mẫu tha thứ cho con bao nhiêu từ hồi đó giờ con không biết à, là cái sai của con xin ăn xá tha thứ. Mẹ thương tất cả con cái ở chặng miền, mà sao tất cả quý vị xem bả quá thường, quý vị nói bả là tà đạo. Quý vị hỏi hết tất cả ức linh căn, hỏi hết đi coi coi mẹ địa mẫu là tà không đó. Thì á, mong cho tất cả đại tử của thầy ăn chay thì phải sửa sửa tâm sửa tánh sửa trí của mình lợ. Sao thầy ổng có dạy cho mình bài cúng đọc thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng, thiên là ai địa là ai đó, sao quý vị không giải mấy cái câu đó đi. Quý vị nói lót lót, quý vị lên pháp hay lắm, nói thao thao bất tuyệt. Quý vị biết thiên hoàng địa hoàng là ai không, mà quý vị xem mẹ địa mẫu là tà đạo. Người nào mà thờ mẹ địa mẫu là tà đạo hết, không có chánh đạo. Rồi quý vị gặp tượng cốt của mẹ địa mẫu, quý vị không thèm dòm không thèm xá, quý vị thấy quý vị có đúng là người ăn chay chưa? Ăn chay là phải sửa, tại vì các ngài đó là từ cấp cao xuống trần để độ tất cả chúng sanh. Đất nước Việt Nam mình còn tồn ngày hôm nay là nhờ mẹ địa mẫu không, chứ không bao giờ một vị nào mà lớn lịnh hơn mẹ địa mẫu hết, mà quý vị rất là xem thường mẹ địa mẫu đó. Tôi lên cái clip này là tôi mong cho các tín đồ của thầy đó nghe được cái clip này, sửa thì nhờ, không sửa thì quý vị tự chịu, chứ tôi đâu có biết làm sao bây giờ. Tôi hàng đêm hàng ngày tôi cũng lại tôi hồi hướng công đức cho tất cả quý vị được an nhàn an lạc mà được phát huệ huệ. Mà tôi xin là xin một phần đó, còn quý vị phải biết sửa. Quý vị ăn chay, quý vị ngẫm nghĩ cái câu kinh của thầy, ổng chỉ dạy đầy đủ hết trơn, ổng chỉ là giải thôi, mình mới đáp án sao mà mình cho mẹ địa mẫu là tà đạo. Quý vị bị đọa lạc á, hồn xác quý vị không bao giờ á, muôn thu vĩnh cửu không còn được kiếp người đâu quý vị ơi. Quý vị đừng có xem mẹ địa mẫu quá thường, tại vì tôi rất là tiếp xúc với các quý đạo hữu của Bửu Sơn Kỳ Hương là thầy Đức Huỳnh giáo chủ. Tôi là họ Huỳnh nè, tôi nói cho các quý vị nghe cái clip này, có gì sơ sót quý vị cũng tha thứ đi á. Là tôi họ Huỳnh, tôi thờ Tam Bảo, thờ thầy, thờ Cửu Huyền Thất Tổ ba ngôi bên trái. Tôi thắp hương, tôi thắp Cửu Huyền, thắp Tam Bảo, đọc bài cúng của thầy hết xong rồi tôi thờ cha Ngọc Hoàng, thờ mẹ địa mẫu, tôi trả bài, tôi đọc bài bên mẫu. Sao mà gia đạo tôi tu tại gia mà tôi thờ Cửu Huyền Thất Tổ, trăm họ nội tổ ngoại thiên. Tôi hỏi các quý vị á, là đệ tử của thầy là cho tôi là tà đạo không? Quý vị ơi,
Thờ trăm họ không phải là đơn giản đâu quý vị. Quý vị không có bản lãnh quý vị thờ á, quý vị bỏ tầm bậy tầm bạ, con cháu quý vị khùng hết trơn à. Còn ở đây á, tôi thờ là tôi thờ trong giấc mộng, ở trên bách bảo tôi sao tôi thờ như vậy. Nếu mà tôi tà đạo mà tôi có bản lãnh mà tôi thờ cái cửu quyền trăm họ, hai cái cửu quyền sao quý vị. Thì mong quý vị nghe được cái clip này, quý vị đừng chơi ai tà, đừng nói ai chánh hết. Mình soi rọi tâm mình, để mà mình ăn chay thì phải sửa. À, ăn chay mà không sửa thì uổng một kiếp này lắm nghe quý vị. Tôi mong quý vị tất cả đại tử của thầy, cô bác, ông bà và các huynh các tỷ các đệ nghe được cái clip này phải biết sai thì sửa đi. Thí dụ giờ quý vị không tôn thờ mẹ địa mẫu, không tôn thờ cha Ngọc Hoàng, quý vị tôn thờ thầy cũng được, mà quý vị có duyên quý vị gặp cái chùa nào mà thờ các ngài đó, quý vị đảnh lễ ba xá đi, giống như là cái lòng mình cung kính đi, để làm chi, để bỏ báo thân này linh hồn mình được cha thương, rồi mẹ là tha thứ tất cả lỗi lầm của mình ở trần gian này hết. Còn mà quý vị gặp mà quý vị thầy ông có dạy mình mà gặp người khùng người điên ăn mày ăn xin cũng cung kính cũng đâu có xem thường, ăn mày ăn xin người khùng mà thầy ông còn dạy mình là cung kính để mà không xem thường, huống chi là cha Ngọc Hoàng ổng cả càn khôn vũ trụ mẹ địa mẫu tạo hóa ra cả cái quả địa cầu, từ thức ăn thức uống áo mặc vân vân và vân vân, hoa mè cây cọ đất nước khói lửa cũng là mẹ tạo ra không, mà quý vị nói mẹ địa mẫu tà đạo, quý vị thấy quý vị làm như vậy cửu quyền quý vị có buồn không? Rất là buồn, cửu quyền quý vị khóc rất là nhiều. Tôi nói thiệt chứ quý vị á, tất cả tôi ngủ tôi nằm mộng tôi thấy hết trơn rồi quý vị ơi. Quý vị gán ăn chay thì cố gắng sửa đi, sửa cái lỗi lầm mình, đừng có xem ai thường, đừng phỉ báng một vị Phật nào tà chánh gì hết. Mình cứ lo trau dồi, trau tâm sửa tánh, sửa thân xác, ý khẩu của mình để mà giữ cái khẩu này thanh tịnh để niệm Phật, để tu cho còn kịp lúc, để mà mình đang cao giáp ở trong người mình cho chặt thằng mà tới việc mình còn sống sót dự hội long qua nghe quý vị. Chứ không có phải mà ăn chay mà cúng lại mấy chục năm mà quý vị được vô dự hội long qua, thưa không có đâu quý vị. Quý vị phải chỉnh sửa từng chút một, nhất là quý vị phải là tu nhẫn theo thầy dạy đó. Thầy dạy quý vị thuộc bài hết mà quý vị hành chưa có đúng pháp đâu quý vị à. Quý vị nào mà còn xem thường mẹ địa mẫu cha Ngọc Hoàng, quý vị đó không bao giờ muôn thu vĩnh cửu, không bao giờ có linh hồn mà đáo lai đâu nghe quý vị. Nói thật tình mà nói, nếu mà tôi mà nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tam cõi cộng đồng Phật Thánh Tiên hết. Lời nói của tôi nói hôm nay, tại vì quý vị á cứ nói là mẹ là tà đạo, mà hôm nay tôi lên cái clip này thì quý vị á nghe được sửa được thì quý vị nhờ, còn nghe mà nói như tôi là tà đạo không nghe không sửa thì quý vị và cửu quyền của quý vị á bị sai bị phạt thì quý vị uổng một kiếp người này lắm nghe quý vị. Nói cho quý vị biết vậy đó, tôi nằm mộng tôi thấy thầy ổng nói ổng buồn đệ tử ổng quá rồi, đệ tử của ổng chỉ rõ ràng mà đọc bài cúng Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng đó là ai mà xem thường mẹ địa mẫu xem thường cha Ngọc Hoàng, tối ngày chỉ có biết thầy mình thôi, còn ngoài ra mấy người kia là tà đạo không chánh đạo chánh pháp gì. Mấy người, quý vị ơi gắng cố gắng lên đi ngẫm nghĩ rồi mình sửa đi, chứ mình đừng có xem thường là mình bị phạm cái tội là không hình dung đâu đó quý vị. Thì mong từ nay trở về sau các quý vị đệ tử của thầy á,
Sửa lại hết đi mới kịp đò chiều chuyến cuối mới được dự hội long hoa. Mình mới đan cái áo giáp này là cho nó chắc rồi mình mới vượt qua kiếp nạn, là mấy quý vị kia nói nghe, nói là thầy ông cũng có nói mà, này tôi nói theo thầy đi, tối trời tối đất 3 ngày 3 đêm đó quý vị đan cái áo giáp được thì quý vị mới lọt qua cái cảnh giới mà tối trời tối đất 3 ngày 3 đêm á, còn mà quý vị không đan cái áo giáp được thì quý vị đâu có lọt được. Tàn ơi, chiến tranh nó thảy một trái mìn tới thì mình chết không còn một người nữa, máu chảy thành sông hết trơn rồi còn đâu nữa mà sống sót. Còn quý vị bây giờ ăn chay nè, mình sửa còn kịp nè, tại vì hiện bây giờ còn kịp nè các quý vị à, chưa chưa muộn đâu đó. Quý vị cứ sám hối đi cửu quyền đi, rồi quý vị sám hối cha Ngọc Hoàng mẹ Địa Mẫu đi, kịp hết trơn, tới chừng nữa đó là tới tiếng sấm nổ quý vị còn sống sót có mặt dự hội long hoa gặp được thầy hết trơn à. Còn mà quý vị mà không biết sửa đó, ăn chay mà quý vị còn chấp là ai chánh ai tà, đạo cao đạo thấp, đạo này đạo kia là quý vị không có vô dự hội long hoa đâu. Tại vì cái đạo làm con người mà mình còn không làm xong nữa, mình lỡ người này mình nói cái này, lỡ người kia nói cái kia, chơi đạo này chơi đạo kia là mình đâu phải người ăn chay. Ăn chay á thì á, là sửa tâm sửa tánh, mình chỉ sửa cái tâm cái tánh của mình soi gọi là cái tâm của mình gán cố gắng không nói chuyện gì của ai, ai đúng ai sai kệ ai, mình cứ giữ tâm thanh tịnh, mình niệm Phật hoài để mình đan cái áo giáp này mình dự hội long hoa. Nó đã xiết cò quý vị nghe đi, năm nay nó đủ thứ chuyện hết rồi, thì đó là cha Ngọc Hoàng ông gân đe để cho tất cả chúng sanh ở nước Việt Nam mình thấy đó mà ghê mà sợ, để mà tu hành tinh tấn mà lại tha thiết rồi tịnh khẩu nghiệp để mà niệm Phật đang đan cái áo giáp cho bản thân mình. Không có ai cứu mình đâu quý vị ơi, cha mẹ ông bà Phật thánh tiên mẹ Quan Âm cũng cứu mình tự cứu mình tự đan cái áo giáp nè, mình tịnh khẩu nghiệp là mình lo mình niệm Phật nè, mình không có chơi một vị Phật nào. Tôi đạo Hòa Hảo nè, mà tòa thánh Tây Ninh bất cứ lễ ở đâu tôi cũng đi hết, tại vì á tất cả đạo nào cũng là một đạo hết trơn á, tam cõi cộng đồng Phật thánh tiên mà đâu phải người lạ đâu mà mình không đi viếng cúng. Cái đại lễ đó các quý vị đi đó là các quý vị biết không, tam cõi cộng đồng Phật thánh tiên cái điển người ta nhìn xuống coi các quý vị tâm như thế nào. Ừ, quý vị nói ừ cha Diệp ha là ai ai đó là không phải là cái đạo của mình không có đi cúng không đi gì, quý vị sai toàn bộ sai hết trơn. Đó là mỗi một á, giống như á, là ra một cái đạo như vậy đó để cho tất cả chúng sanh để mà tu cho nó dễ thôi, chứ gom lại có một mối đạo mà chứ đâu có phải nhiều mối đạo đâu. Thầy ông nói một cây làm chẳng nên non, ba cây giụm lợi nên hòn núi cao, là các mối đạo cũng gom về một đạo à, cho quý vị biết. Tại vì đạo Phật mà Phật nào cũng là Phật hết, mà đạo nào người ta cũng dạy mình là ăn hiền ở lành tu tâm dưỡng tánh, tất cả đạo nào cũng giống nhau hết, đạo đâu có phân cao mà phân thấp, đạo cũng không nói đúng mà cũng không nói sai. Tôi là người dốt nát không có biết là nói pháp, cũng không có thuộc kinh, cũng không biết gì hết, mà tôi chỉ biết tâm kinh của tôi mà tôi hành thôi. Thì mong quý vị nghe cái clip này rồi quý vị tự ngẫm nghĩ mà sửa đi. Lời nói của tôi nói hôm nay là tất cả tôi nằm mộng, biểu tôi nói thì tôi mới nói thôi, tôi không có dám nói. Tại vì á mẹ Địa Mẫu với cha với thầy nói đi con, nói cho tín đồ của thầy nó biết để mà nó sửa đi, còn nó không sửa thì á thì đừng có trách thầy, trách trời, trách tất
gì hết trơn á quý vị ơi. Tại vì người ta xuống đây là những người mà người ta lên người ta nói chuyện này là người ta đã có sứ mạng của trên thiên đình để người ta xuống đây để người ta cố gắng tu hành nhồi nhã cho cái xác của người ta để mà người ta cúng lại, người ta làm mọi thứ cho tất cả chúng sanh ở chằng miền này, chứ người ta không có rảnh mà lên đây mà nói chuyện để cho quý vị bình luận mắng nhiếc người ta đủ thứ. Thưa quý vị ơi, quý vị nói ít thì quý vị tạo khẩu nghiệp ít, mà quý vị nói nhiều là quý vị tạo khẩu nghiệp nhiều. Các linh căn người ta về đây, mỗi một người người ta làm một việc khác khác với nhau hết, không ai làm việc giống ai hết, mà đó là người ta đều sứ mạng của người ta để ở trần gian này để người ta làm tròn phận sự. Tại vì thầy ông có nói Phật thánh tiên cùng nhau xuống thế, mà linh căn của người ta là người ta nắm cái du di nhiều lắm, người ta nắm bên cái linh hồn của người ta về hợp hội là cái chuyện quyền cơ người ta biết rất là nhiều. Người ta chỉ mong cho quý vị để biết sai mà sửa, để mà cho kịp dự hội long qua, mặc áo giáp cho nó chặt để mà mình vô dự hội long qua, chứ ta cũng không có muốn nói để mà dạy dỗ cho quý vị ha, là bắt lỗi bắt phải. Thưa không dám đâu quý vị đạo hữu ơi, tại vì những phần căn người ta dốt nhiều lắm, người ta không có biết pháp. Quý vị rất là thông pháp hơn tôi đây nhiều lắm, mà có một cái là tôi nằm mộng biểu tôi phải nói với quý vị thì tôi phải gán nói, thì mong quý vị ăn chay thì phải sửa, chứ ăn chay mà không biết sai không biết đúng, cứ cái khẩu mình cứ nói bừa nói bãi, nói là mình nói là đúng người ta là sai, là quý vị phạm khẩu nghiệp đó quý vị ơi. Tại vì lời nói của mình nói ra có hai bên gia giáp, có các ngài người ta ghi chép hết trơn à, tả ban hữu ban người ta ghi cho các quý vị hết, chứ không lẽ người ta ăn chay người ta cúng lại một đêm biết bao nhiêu trăm lại mà người ta nói để người ta tạo khẩu nghiệp. Thưa không dám đâu quý vị, tại người ta khi mà đã bước vào con đường có tên gọi của cha Ngọc Hoàng mẹ Địa Mẫu là người ta đã có sứ mạng, ta gán trao dồi người ta dìu các chị các em người ta công phu công quả công trình. Ta mong các chị các em các cô các bác các ông bà để một kiếp này trả ở thế gian rồi về được làm con dân của Phật cũng được, về cõi Phật cũng được, về cõi tiên cũng được, cõi gì cũng khỏe hơn cái cõi ta bà này hết đó quý vị. Để quý vị không hiểu quý vị cứ nói là chơi người này rồi á, sỉ nhục người kia tà đạo chánh đạo. Tôi mong cho các quý vị đệ tử của thầy từ nay trở về sau đừng cho ai tà, đừng cho ai chánh. Tà hay chánh thì mình tự gọi rửa tâm mình đi, mình bây giờ á, mình cũng không cho ai chánh mà mình cũng không cho ai tà, mình gán ăn chay mình sửa cái khẩu của mình, sửa cái tâm của mình, cố gắng buông hết tất cả chuyện đời, mình mặn thì mình mặn mình buông hết, mình chỉ định cái tâm là mình niệm sáu chữ Di Đà, mình đan áo giáp đi, rồi giờ mà đó đó các quý vị được dự hội long qua đó quý vị xem lại những phần căn ông A ông B này người ta nói như vậy tới nữa đúng hay sai. Nếu người ta nói sai người ta chịu trách nhiệm với tam cõi cộng đồng Phật thánh tiên, chứ người ta cũng đâu có dạy gì mà người ta đi nói sai để người ta đọa lạc muôn thu vĩnh cửu, người ta không được về đâu, ta không dám nói đâu quý vị đạo hữu ơi. Quý vị mong quý vị từ nay trở về sau á, bỏ cái khẩu mà cho ai sai với ai đúng đi, mình cứ chỉnh sửa mình ăn chay mình gọi rửa cái tâm mình để mình tịnh khẩu tịnh tâm mình niệm Phật, rồi mình đừng có xem mẹ Địa Mẫu là tà đạo, cha Ngọc Hoàng hả là tất cả các cung các cõi các mẹ là tà hết, chỉ có thầy Bửu Sơn Kỳ Hương thầy Đức Bình giáo chủ mình mới là một vị Phật,
Về chánh đẳng chánh giác là quý vị phạm cái khẩu nghiệp rất là nhiều nha quý vị. Các ngài nào quý vị cũng tôn kính đi, dầu người đó người ta có tà cũng kệ người ta, mình cũng cho người ta Phật nữa. Tại vì mình là Phật mà, mình đâu có chê người ta tà. Mình chê người ta tà là mình là trước nhất là mình đã phạm cái khẩu nghiệp rồi. Về tà ha chánh thì mình bỏ một cái xác này mình mới biết mình tà ha chánh. Thôi giờ á, tôi cũng mong cho các cô bác chị em, nhất là đạo đệ tử của thầy, gắng cố gắng đan cái áo giáp cho thật là nhiều, giữ cái khẩu nghiệp của mình, rồi ăn chay thì phải sửa cái sai và cái đúng. Mình nói đúng, người ta nói sai không phải vậy đâu quý vị. Tại vì người ta linh căn á, là người ta phải á, là thờ á, là Phật á, là bên nội, lại bên cõi Phật á, là bên nội, bên á, cõi tiên là bên cung mẹ địa mẫu, các cung các cõi các mẹ là bên tiên. Phật thánh tiên, thầy có nói Phật thánh tiên cùng nhau xuống thế. Hiện tại ở trần miền này có Phật có thánh có tiên hết, người ta chết đi lộn lợ, có người các vị Phật á, như thầy á, là ổng đi đi ổng về về ổng xuống trần ổng cũng hóa ra sắc trần, chứ ổng đâu có hóa ra một vị Phật. Nếu ổng hóa ra một vị Phật thì tất cả thấy vị Phật đó các vị á, là lại rồi nói chuyện á, là giữ thân ý khẩu. Còn nếu mà ổng giả ra người phàm phu, ổng mới biết tâm của quý vị như thế nào mới vào dự hội long hoa được đó quý vị. Còn những cõi tiên của người ta xuống đây á, là gọi là người ta chuyển kiếp hết trơn, người ta thề nguyện vì tất cả chúng sanh, người ta xuống một chu kỳ, thí dụ 100 tuổi 70 tuổi người ta bỏ báo thân đó, cái đầu ta chuyển lại kiếp khác, người ta cũng vẫn ở dưới trần gian, người ta công phu công quả công trình, người ta cúng lại, người ta làm việc nước việc đời việc đạo gì không biết, người ta làm chi kiếp nào người ta cũng vì chúng sanh, người ta thệ nguyện cho chúng sanh hết. Thì thành thử quý vị mắc phàm sao quý vị biết người ta là tà hay là chánh? Nếu người ta tà người ta có rảnh đâu mà người ta thờ, tất cả tượng cốt người ta phải chăm sóc bàn thờ cũng giống như là cung điện của Phật thánh tiên gì quý vị. Quý vị gán mà biết sai mà sửa đi, đó là tôi mong một cái clip này cuối cùng cho đệ tử của thầy đó, là phải sửa lại đi, tất cả gặp ai cũng tôn trọng quý với nhau, sát trần với sát trần, ai thờ cái gì đó kệ ai, mà cái đạo làm người của mình là tôn trọng quý với nhau, không chê ai hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì đến đây đã hết thì xin dừng lại, thì mong con hồi hướng công đức để xin cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Mẹ Địa Mẫu và các cung các cõi tam cõi cộng đồng Phật Thánh Tiên cũng đại từ đại bi đại hỷ đại xả cho tín đồ của thầy Đức Huỳnh Giáo Chủ, từ hồi ấy giờ phạm cái khẩu nghiệp. Nếu mà tất cả quý đạo hữu nào người ta nghe được cái clip này mà người ta sửa, thì con cầu xin cha Ngọc Hoàng Mẹ Địa Mẫu ăn xá cho các quý vị đó hết, cho các quý vị đó vô được dự hội long hoa. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu vĩnh sanh bảo mạng chân kinh, Nam mô vô thượng hư không địa mẫu vĩnh sanh bảo mạng chân kinh, tha thứ cho tất cả chúng sanh ở trần miền. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tỷ cho đệ 5 phút, tỷ cho đệ đúng 5 phút thôi à, để mới dám up cái clip này lên, chứ cái clip này nó có những cái mà đệ cần phải đính chính lại cho người ta hiểu luôn, với tỷ cũng hiểu luôn. Vậy đệ xin phép 5 phút, tỷ có bằng lòng không để đệ nói? Chuyện đó chuyện nhỏ mà đệ cứ nói Rồi. đi. À, thứ nhất thì tỷ nói rất là đúng, theo cái lý đạo Phật đó là tỷ nói là đúng 100%, không có sai. Là nghĩa là tỷ nói là những người mà tu hành thì mình là người đạo, thứ nhất là ăn chay, là ăn chay là đã là ăn cái chay tướng rồi, nhưng mà bên nhân ngư cái đà, nhân hư cái đạo bất hư, thì tỷ nói rất đúng, tất cả những cái chuyện tỷ nói là để nghe hết, để lắng tai nghe không sót một câu nào hết.
từ A đến Z luôn. Nhưng mà có cái câu như thế này thì đệ muốn nói rằng đệ mới dám up clip, là thứ nhất là tỷ nói là tất cả những tín đồ của thầy thì nếu mà là tín đồ của thầy thì người ta sẽ giữ giới. Giữ giới là người ta sẽ không có nói đụng phạm đến ai hết. Còn nếu mà người nào mà xưng là đệ tử của Đức Thầy, tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, mà không giữ giới, tức là nói những cái việc mà không nên nói hoặc là phạm luật gì đó, thì không được hữu hình, tức là những cái người trong đạo bôi sổ, thì cũng coi như người ngoại đạo, tức là vô hình bôi sổ luôn. Nếu mà như vậy thì cái câu mà tỷ nói là bây giờ tất cả những đạo hữu của Đức Thầy, tín đồ của Đức Thầy, đệ tử của Đức Thầy thì cũng phải nên sửa chữa lại, thì tỷ nói rất đúng, đại không có phủ nhận cái điều gì, chứ tỷ rất là cao siêu về cái đạo Phật. Thì nhưng mà tỷ nói tất cả những tín đồ, nếu mà tín đồ của thầy, nếu mà còn là tín đồ của thầy đó, là người ta sẽ không nói đâu tỷ. Tại vì trong đạo tỷ biết rồi, thầy dạy tất cả mà. Thầy nói là giết người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Đó, còn hay là ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người hết giận ta khuyên, thầy dạy tất cả hết, không có cho ai đụng tới ai hết. Còn hoặc là vô trong chùa chiền không được quyền chê bai ai hết, thầy dạy hết mà. Đó, còn cái những cái câu nào của thầy nói thầy riêng biệt, thầy tự nói thì thầy có quyền nói, giống như thầy nói thầy chùa như thấy cây sơn ngoài da có chắc, thông thờ mối ăn buồn hai cái lũ ác tăng gì đó, thì bây giờ nó lộ ra hết rồi đó. Đó là câu nói của thầy nói, là thầy đính chính lại cái việc của thầy là người ông Phật, thầy nói thầy thấy rõ ràng trước mặt rồi thầy nói, bây giờ nó lộ ra hết. Còn cái việc mà ở đây, nếu mà ai là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo mà còn nói môi, nói móc, nói chê, nói khen, cũng giống như tỷ nói, để cảm nhận đúng, tỷ nói là mình là người đạo, mình ăn chay, là mình ăn cái chay, mình phải ăn luôn cái chay tâm. Thì thầy nói chay được tánh chay tâm mới quý, trong đạo Phật quá nên quyền bí chỗ tâm thần tội vị nơi thân. Thầy còn la nó mà, thầy nói nè, tỷ nói là mình đọc pháp, đọc giảng lào lào chi, mà mình còn nói người ta, tỷ nói đúng, tôi đồng ý. Thầy nói với nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh bởi lòng còn mê, thầy giải hết tất cả những cái gì mà thầy cũng dạy. Đệ cũng là một người tín đồ của Hòa Hảo, cho nên đệ là bị nhột cái câu là tỷ nói là tất cả tín chừng nào đệ nó hết thì tỷ trả lời, chừng nào đệ nó hết trong về tỷ sẽ trả lời. Nếu mà ai mà tín đồ của Hòa Hảo là không có nói đâu, không tín đồ ảo như đệ. Đệ rồi bây giờ đệ nói dứt chưa, đệ nói dứt chưa, tỷ lên tiếng nè. Rồi đệ nói tới tuần tỷ đi. Bây giờ tỷ nói cho đệ nghe nè, đệ có biết mà ông huynh bảy á, mà là đại tử ruột của thầy á, mà đại tử ruột của Đức Cứu Quảng mà ở bên Bãi Cát không? Ông huynh bảy đó là ổng từng đi thuyết pháp nói đạo biết bao nhiêu, mà ổng còn nói là tỷ là tà đạo đó. Tại sao tỷ không nói thẳng vô ổng mà tỷ lại nói là hết tín đồ của Hòa Hảo? Tỷ nói thẳng vô ổng luôn. Tỷ nói cho đại nghe mà tỷ rất là nghe nhiều người á, là đại xưng đại tử của thầy á, mà tỷ đàm đạo tỷ vô bằng tròn, tỷ ta hỏi tỷ đạo nào tỷ mới nói là tỷ nhà họ Quỳnh, tỷ thờ mẫu, thờ á, là cha Ngọc Hoàng, tất cả người ta sẽ nói tỷ là tà đạo rất là nhiều. Để biết ông Năm Đắc Pháp không? Biết luôn. Ở Kinh Ông Cò không? Biết luôn. Ổng nói tỷ là tà đạo đó. Tỷ muốn cái này là cái bề trên kêu tỷ lên cái clip này để cứ dẫn lên đi, để đừng có úp cái vụ này. Tại vì á, là bề trên thầy với cha với mẹ đó nói là để cho tất cả quý vị nào không phải là gom đũa cả nắm nghe đệ, một số nào để mà cho người ta giác ngộ, để người ta sửa sám hối, để cho kịp lúc đó đệ. Ông Năm Đắc Pháp ổng nói tỷ là tà đạo, ổng kêu tỷ đem đi dục mấy cái dục cái tượng cốt của mẫu đi. Bà có biết thầy về chưa? Thầy về rồi, bà mà thờ mẫu ha, là thầy ổng xử chảm bà. Ông Năm Đắc Pháp ổng sỉ nhục tỷ, ổng làm dữ dằn lắm mà đệ biết không? Đồng ý. Đồng ý chuyện đó là gì? Tỷ có quyền, tại người ta sỉ nhục tỷ là cái chuyện quấy của người ta nói tỷ là tà đạo là cái chuyện quấy của người ta, đồng ý là để là không phủ nhận. Nhưng mà tỷ phải nói thẳng vô cái vấn đề đó,
ta đã nói, ta đã kêu tỷ ra ta nói rồi thì tỷ phải nói ngược lại. Tỷ nói rất hay, nếu mà người đạo hòa hảo là thầy dạy nó, tỷ từ sớm để đọc đó, thầy nói là không có đụng tới hết trơn á, không đụng tới hết trơn á mới 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 là đệ tử của thầy. Còn nếu mà đụng tới ai mà còn chê người này xấu, người kia tốt, người này đẹp, người kia đúng, người kia sai là cái đó là chưa có đạt được cái gì chứ, chưa có đạt cái mức độ nào hết trơn đó. Cái tay trái rồi nghĩa là tỷ cứ việc nó hỏi nói thẳng ở ông A ông B ông C, chứ tỷ mà quơ như vậy nghe là nó đụng rồi, tùm lum rồi. Bây giờ tỷ nói cho đại nghe nè, bây giờ á đại cứ nói á, là bây giờ tỷ xin lỗi các đệ tử của thầy đây, bây giờ tỷ nói là quý vị nào bây giờ tỷ xin lỗi các đệ tử của thầy đi, cái đó là tỷ sai đi, tại vì tỷ nghe những đệ tử của thầy á, là các quý vị mà người ta lên ta nói pháp quá hay mà người ta cho tỷ tà đạo, tỷ mới nói vậy. Giờ kể như là tỷ xin lỗi đệ tử của thầy hết đi, bây giờ tỷ nói mong những quý vị nào mà chê mẫu là tà đạo, mà người nào thờ á tượng cốt của mẫu là tà đạo hết, không phải chánh đạo, sỉ nhục những người mà thờ mẫu đó, thì á, là mong cái clip này cho các quý vị đó biết sai mà sám hối với cha với mẹ đi, để mà hưởng được cái hồng ăn, để kiếp này không bị đọa lạc muôn thu vĩnh cửu, linh hồn bị cha ổng nhốt xuống địa ngục không còn được thấy ánh sáng mặt trời. Vì là tỷ thương tất cả chúng sanh, tỷ mới nói cái clip này, chứ hồi cái này là lâu lắm rồi, ông Năm Đắc Pháp ông nói tỷ 3 năm nay tỷ còn chưa bao giờ lên cái clip nào mà nói, mà tại vì nằm mộng mẹ với cha với thầy nói cái nào mà chúng sanh không biết con nói cho chúng sanh biết đi, để chúng sanh khi dễ mẹ là tà đạo, người ta mắc cái lỗi này mà người ta không biết sám hối thì muôn thu vĩnh cửu là không còn luân hồi kiếp người. Thì tỷ vì thương chúng sanh tỷ mới nói phần này thôi đó Quốc Tảo. Dạ dạ, đại đồng ý. Rồi vậy là thì bây giờ clip này đại sẽ lên, thì cũng đại sẽ thay mặt cho tỷ sẽ nói thêm một lần nữa, là có nghĩa là những người nào mà nói là mẹ địa mẫu là tà đạo, những người nào nói ai thờ mẹ địa mẫu là tà đạo, thì những người đó là tỷ nói thẳng cho những người đó. Còn những đệ tử của thầy thì mấy triệu đệ tử của thầy là bình thường, có nghĩa là không có đụng tới. Xin lỗi tất cả bà con, luôn cả Quốc Tạo cũng là đệ tử của thầy, cho nên để tỷ nói như vậy là để rất là bị khó chút đó, vậy đó. Bây giờ xin lỗi các đệ tử của thầy đi, tại vì tỷ nghe là cũng bộn lắm nghe Quốc Tạo, nhiều người lắm, tại vì đi một cái cuộc lễ đó vô cái bàn mà ngồi hội họp á, tại nói chung ra tỷ cũng làm nghề thử tâm mà Quốc Tạo, tỷ nói tỷ thợ vậy thì nhiều người lắm, ta sỉ nhục tỷ cả ông gì ta, ông bỏ ông đi đây nè, ông gì cũng lên cái clip mà ông gì ta, ông gì mà ông lên clip ông hay tiếu quá, ông gì ta, ông Bế Thiện. Ông Bế Thiện ông còn sỉ nhục tỷ nữa mà, ông bỏ ông đi nữa mà, hồi kỳ đó cúng ba chúc cúng Đức Phật chùm đó, ông Bế Thiện ông còn sỉ nhục tỷ, ông bỏ ông đi, ông không thèm nói với tỷ một câu nữa mà để cái chuyện đó thử ra. Bởi vậy thì tỷ có quyền nói những người đó, nhưng mà tại vì thầy có nói mà em nói cho tỷ nghe rồi đó, thầy nói là người chứ móc chứ môi, nếu mình mà móc mà móc người ta ra mình không phải là đệ tử của thầy. Thầy không có cho móc môi luôn mà, mình móc cái gì hay là việc vui sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác nhớ câu lục tự đó, thầy con dạy gì nữa mà phải thầy không dạy đâu. Thì người có cái nhà dột có nơi củi mía sâu có lóng chứ phải quơ gì chết mà tỷ cũng mong hết cái tín đồ của thầy chuyến này đạt hết mới được, tại vì ai biết sai ta tự sửa ta đạt chứ. Dạ yeah. Còn nhiều, mà còn giờ nhiều này mà ai biết sai biết sai sửa là người đó đạt hết trơn, dễ trơn đó Quốc Tạo, tỷ cũng mong cho tín đồ của thầy về hết mới được. Dạ, nó dạ. còn lạc lầm cái chỗ mà xem thường mẹ là tà đạo đó Quốc Tạo. Dạ bây giờ nó còn tà với chánh còn đương trà trộn lắm, vậy thôi bây giờ thì mình như vậy đi ha tỷ, thì giờ tỷ sẽ gấp vậy là sẽ hai tỷ muội mình sẽ đưa cái clip này lên,
để cho ai mà có người ta nhận thức được thì ta nhận tiền người ta, chứ mình không có nói xúc phạm với ai hết. À, đúng rồi, người Rồi. ta biết sai người ta tự sửa, À, không người sợ ta ai tự hết. sám hối, tại vì cho kịp đúng lúc á. Còn á, là trước hết á, tỷ xin lỗi các tín đồ của thầy, cũng là tha thứ cho tỷ, tại vì giống như là tỷ tỷ sơ ý sơ xúc có một chút đó đó. Dạ dạ rồi, Nam mô Di Phật, rồi chào thầy. Nam mô A Di Đà Phật, chào. Giống rồng cũng giống cánh, thì có cậu cũng đã nghiên cứu được một cái thành phần thuốc rất là cực kỳ, rất là hay để giúp ích cho bà con. Thì hiện giờ có nhiều bà con đã dùng thuốc quốc tạo đó hết rất là nhiều và đã nghỉ uống từ 70 đến 80%. Còn một số bà con thì cũng đang còn duy trì uống để cũng đã cũng sắp nghỉ uống rồi bà con. Thì hôm nay quốc tạo cũng sẽ công bố lên là những bà con mà đã rất thành công trong cái thuốc quốc tạo. Thì kính thưa, nơi đây thì bà con thấy rồi đó, hiện giờ là lúc chờ nắng, lúc chờ tối đó, thì bây giờ là cái dịch bệnh nó tràn lan. Thêm nữa là nào chú Tư Lãnh cho biết là cái bệnh ghẻ ngứa nữa, bệnh ghẻ nữa, rồi tỷ khơ cũng cho cái bài thuốc cho quý vị nữa, rất là nhiều bài thuốc. Thì ở đây có cạo đặc biệt là cái chai dầu diêm son của mình được học hỏi của ba vị sư phụ đã chế lại và đã tái tạo lại cho bà con nhiều cái gì là dĩ thuốc bắc. Thì hôm nay cũng xin báo với bà con là tổng cộng là 19 vị thuốc bắc, 19 vị thuốc bắc ha, 19 vị thuốc bắc. Trong đây thì nó có 4 vị hương trừ ra thì còn lại là 15 vị thuốc bắc và 4 vị hương đó. Thì 4 vị hương gì thì mời bà con cũng gọi là bắc tạo để biết 4 vị hương như thế nào, nâng cấp cao như thế nào. Thì loại dầu này thì hiện giờ bà con một ngày là đặt quốc tạo 4.000 chai, một ngày đặt 4.000 chai để những cái thành phần thuốc, những cái công công dụng của nó thì đã đưa cho quốc tạo một cái tấm giấy cho quốc tạo đặt làm đúng cái gan cái vị, nhưng mà phải ngâm trên một tháng, phải ngâm trên một tháng, có nghĩa là mình ngâm nguyên một cái lốc này trên một tháng, cái lốc kia cũng phải trên một tháng đó. Còn những hai hai cái lọ này là hiện hai hiện hiện giờ hai lọ này là đã ngâm trên 3 tháng và đã gần bước tới tháng thứ tư. Hai lọ này thì quốc tạo cũng đã ngâm nói đuôi theo rất là nhiều đó. Thì hiện giờ bà con nào có lấy hai lọ này thì một lọ là 1.000 chai, một lọ là 1.000 chai, bà con lấy thì quốc tạo sẽ mướn dân công để làm ha. Thì thôi sẽ bỏ qua chương trình này, sẽ có chương trình là cái chai dầu diêm son này nó rất đặc biệt. Mà đặc biệt như thế nào thì kính thưa bà con, ngoài cái việc mà sức trị diêm son ra, lỗ mũi ra, thì nó còn trị được nhiều bệnh cũng như là bệnh ho lao nè, bệnh vi gút nè đó, rồi bệnh tất cả các bệnh ở ngoài không khí mà bà con giờ bằng mắt thường không nhìn thấy được nè. Ví dụ như là ở công sở, là ở chỗ trường học, là ở chỗ công nhân đang làm, là ở chỗ đông người chở búa, thì quý vị dùng cái chai dầu này quý vị sức vào nó rất là thơm, và nó thơm nó giữ cái độ an toàn của bà con là 3 tiếng đồng hồ. Còn quá thơm quý vị, hai tới mấy 3 tiếng đồng hồ đó. Thì ở đây ngoài cái việc thơm ra thì nó còn có tác dụng là nồng cay, nó có tác dụng thuốc trong đây. Ví dụ như chúng ta làm văn phòng, chúng ta cảm giác được mệt mỏi, muốn buồn ngủ quá, ta sức vào cảm thấy thở rất là khỏe đó, và chúng ta sẽ sảng khoái lên, nó kích thích lên, chúng ta không có buồn ngủ nữa để chúng ta làm việc. Đó là cái dầu này nó có công dụng, muỗi cắn kiến cắn mình vẫn dùng được ha. Nó còn nó ngừa được cái bệnh bạch hầu luôn. Thì bệnh bạch hầu thì sau này quốc tạo đã nâng cấp vô thêm bệnh bạch hầu, thì hiện giờ trong cái dầu này, thế hệ dầu này nó đã ngừa được bệnh bạch hầu rồi đó bà con, rất là ok luôn. Hiện giờ những người mà dùng dầu quốc tạo là chưa ai nói mà bị bệnh bao giờ hết, có nghĩa là mình ngừa bệnh ha, mình chưa bệnh mình dùng bệnh mình dùng sẽ là ngừa bệnh ha. Dầu này rất là hay luôn quý vị. Ở đây quốc tạo chia lại cho bà con một chai 4.000, bà con cần bao nhiêu cũng có hết ha. Thì ở đây là một cái combo quốc tạo gồm có 3 chai dầu, 2 viên son, một lọ thuốc ngứa, 2 nhỏ mắt, 1 chai thuốc gụ, 5 món là quốc tạo chế ra bằng thuốc bắc được Bộ Y tế kiểm duyệt đàng hoàng ha. Thì một cái combo quốc tạo thì gồm có 5 món là 120.000 miễn ship đó, bà con nào có cần lấy thì lấy. Ví dụ như bà con mua một hộp thuốc tê bì chi này thì bà con sẽ được hỗ trợ một cái combo thuốc quốc tạo là chỉ có 50.000 thôi, đúng 50.000 cộng hộp thuốc tê bì chi này thôi, miễn ship bà con luôn, rất là rẻ, rất là dễ chịu, dễ dùng đó. Thì thuốc quốc tạo toàn là thuốc bắc hoàn toàn ha, toàn thuốc bắc hoàn toàn, không pha lẫn một loại thuốc nào vô cả, thuốc bắc hết. Rồi ở đây là cái thuốc diêm son, thì cũng nhiều bà con cũng hỏi quốc tạo là liệu em có dầu diêm son rồi, có thuốc diêm son có dư không? Dạ không quý vị. Quý vị không có cái chai thuốc diêm son này là cái những cái bệnh mà nặng đó, quý vị không hết không? Trời mưa trời gió này là vô vô máy lạnh không được rồi nè, quý vị nhỏ vào cho đệ. Đó là
một lọ hai lọ là quý vị sẽ cảm giác được cái kết quả nó có rõ rệt luôn. Viêm son nặng cỡ nào cũng hết hết trơn nha. Bà con có viêm son cứ liên hệ với Quốc Tạo và thuốc uống viêm son luôn ha. Còn ở đây là cái chai thuốc ngứa. Thì chai thuốc ngứa này hiện giờ là ở trong chùa, có những ni cô, những Phật tử, những vị ở trong chùa là dùng rất là nhiều. Bên Hòa Hảo cũng dùng cũng không thua. Thì ở đây là Quốc Tạo cũng có dán lên để cho bà con biết là thuốc ngứa, thuốc bôi. Thì thuốc bôi ngứa này Quốc Tạo được nâng cấp lên là 25 vị thuốc bắc. Lúc trước là mới có 23 thôi, bây giờ là 25. 25 thì có những thành phần nào? Thì nếu mà bà con không ngại thì bà con cứ gọi Quốc Tạo, Tạo sẽ nói thành phần thuốc bắc cho bà con nghe. Những cái gì trong đó đúng với gan, bà con ghi giấy ra và bà con hỏi lại. Bà con hỏi lại đi, bà con hỏi lại những cái người biết cái gan gì đó. Đó. Thì ở đây chúng tôi làm rất là công phu luôn quý vị, phải có một cái đội chuyên làm thuốc mới làm được, chứ không phải muốn làm là làm đó. Cho nên là hôm nay chúng tôi chế được cái chai này rất là mừng luôn. Thì cái chai này là sức lông ben, lát biến, lát đồng tiền, nó ăn cái chân cái tay, hắt lào quý vị, bị nứt chân, rồi quý vị bị lỡ miệng, lỡ mồm, lông móng gì quý vị, sức luôn trong họng quý vị cũng vẫn được luôn ha. Cái chai này rất là tuyệt vời ha. Còn nhỏ mắt thì bà con ở đây người ta rất là sợ nhỏ mắt đó, cho nên là cái tâm lý đó sẽ bị cái người ta không thích mình đó, người ta sẽ đánh đập cái tâm lý đó, người ta sẽ đánh vào cái tâm lý là người ta sợ nhỏ mắt, người ta sẽ nói ở trong đây rượu ngâm bằng rượu thì em nhỏ vào sẽ đuôi con mắt. Dạ Nam Mô Di Phật. Lúc xưa đó mình chưa có thuốc nhỏ mắt đó quý vị, người ta lấy rượu người ta nhỏ vào con mắt của mình luôn, ta trực tiếp ta nhỏ vào con mắt luôn. Nhưng mà bây giờ lại là nói là rượu là nhỏ vào con mắt, ngâm bằng thuốc bắc nhỏ vào con mắt sẽ bị hư con mắt. Thì ở đây và bà con cứ yên tâm mà tin dùng. Hiện giờ Quốc Tạo đã sức một ngày là từ 500-700 chai thuốc nhỏ mắt này cho bà con dùng. Thì bà con dùng hiện giờ có người mây cờm, mây thịt, không cần đi mổ luôn đó. Mây mờ, mây này kia đủ loại trơn, mờ mắt, cẳng mắt, mắt hổ, mắt đỏ, chỉ cắt bệnh gì mắt, chỉ trừ có là đục thủy tinh thể thôi đó. Còn ngoài ra thì thuốc nhỏ mắt này đó, nào quý vị thấy không, cái chai hiện giờ đậm đậm đặc luôn. Còn thành phần trong đây thì mời bà con đi đến Quốc Tạo ha. Tại vì ở đây có nhiều người không thích Quốc Tạo, hãm hại Quốc Tạo dữ lắm, cho nên là quý vị cứ điện Quốc Tạo, Tạo sẽ nói thành phần ra cho bà con nghe, rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đây hầu như là bà con nào lấy thuốc cũng đều có lấy nhỏ mắt hết trơn đó. Mà nhỏ mắt này chế rất là khó luôn quý vị, phải giống như là phải tối thì phải hứng hơi sương, sáng thì phải hứng nắng đó. Đặc biệt cái gì đó quý vị, nó phải hứng dựa đủ hai cái yếu tố trên nó mới được cho nhỏ mắt này quý vị. Rồi trong cái đây nó hứng gì vậy? Trong đây nó mới tan ra cái chất trong đây ra đó, nó mới có được cái chai nhỏ mắt cho bà con ha. Thì ở đây lần nào cậu cũng sẽ thử nghiệm hết á cho bà con xem là nhỏ mắt nó tốt thế nào. Thì ở đây trước khi mà giới thiệu cái món cuối cùng của cậu là cái chai rượu xoa bóp đó, thì cậu sẽ hiện giờ mặt ông của cậu sẽ đông lên tới đây luôn nha. Mặt ông lúc trước đông có tới đây à, bây giờ mình sẽ đông lên trên cao luôn. Cái chai này là hơn nửa lít, cho nên là sẽ đông tới đây là nó đúng nửa đúng lít, nhưng mà không có cậu sẽ đông hút tới đây luôn. Chai nào mặt ông mà ông nào quý vị cũng sẽ được hưởng tới đây hết ha. Mà Tạo sẽ bỏ một chai sẽ đông lên cho bà con hết như thế này. Trước khi mà bỏ giới thiệu tiếp tục đó, thì Quốc Tạo sẽ cho bà con biết. Ồ, chai này nó cái chai này đang đóng nắp bạc luôn ha. Quốc Tạo sẽ khui cho bà con luôn. Khui luôn. Khui nắp bạc thì nắp bạc chứ. Rồi, mình sẽ đút đây, ở đây, quý coi bà con thấy rõ ha. Ở đây là một cái cộng hành chưa có héo nha, hành mới đem vô đó nè. Mình lấy cái gốc á. Bà con lấy cái gốc đó, bà con chấm vào. Chấm vào cho đẹp vài cái rồi bà con bỏ đi. Bà con bỏ đi lại lại. Rồi tiếp tục đến là cái chai rượu xoa bóp. Thì cái chai rượu xoa bóp này á, nó đặc biệt như thế nào? Thì ở đây Quốc Tạo dám cam kết với bà con là chai rượu xoa bóp này chỉ có Quốc Tạo, Quốc Thành và Quốc Cường có thôi. Không có ai có được cái chai rượu xoa bóp này cả. Chai rượu xoa bóp này đó là được cái dòng họ Quốc chế ra, là được một cái vị đó rất là thương Quốc Tạo. Quốc Tạo tặng dầu hoài cho nên người ta đã truyền cái công nghệ đây cho Quốc Tạo. Và cái công nghệ này Quốc Tạo đã nghiên cứu cái công nghệ này thành ra thêm nhân 3 lên, có nghĩa là thêm hai siêu phụ nữa kết hợp với công nghệ này nữa, nó ra tổng cộng là 25 vị thuốc bắc. Trong đây thì nó có 25 vị thuốc bắc, một vị thuốc núi, hai vị thuốc nam. Cái chai này nói rõ ràng đó. Còn vị thuốc bắc gì thì bà con cứ điện lại ha. Còn ở trong đây vị thuốc bắc, ở đây ngoài cái việc mà chị nhức mỏi gối tay chân thần kinh tọa đĩa điểm gai cột sống thoái hóa gì đó thì đó nhức mỏi, còn có chị luôn cái bệnh giống như là quý vị bị cái phần mà nhức răng á, quý vị thoa nhức nhức dưới thoa dưới, nhức trên thoa trên, lỡ uống vô luôn cũng không sao cả đó.
Rồi quý vị lấy cái này chấm vô, nhét vô kẽ răng của mình cũng hết luôn, rất là tuyệt vời. Thì ở đây Quốc Tạo nói đi nói lại hoài, nhưng mà cái nói của mình là cái nói đúng chứ không phải là nói sai, cho nên là mình phải giống như thầy nói là thầy nó khuyên mình niệm Phật, cứ niệm hoài câu nào cũng khuyên niệm Phật, nhưng mà cái đó là cái tốt đẹp mà chúng ta chưa có làm được, cho nên chúng ta phải nói đi nói lại hoài cho bà con hiểu, để cho bà con nắm bắt được. Theo vụ này là hiện bây giờ Quốc Tạo chia lại cho bà con với cái giá rất là hữu nghị luôn đó, bà con có cần thì liên hệ Quốc Tạo. Còn cái chai thuốc rượu này đây, chai thuốc rượu hai nhỏ mắt, một lọ ngứa, hai diêm son với ba chai dầu, đó là một cái liệu trình của mình, đó là một liệu trình của mình, đó là một liệu trình của mình, là chỉ là 120 ngàn. Rồi tiếp tục đến ha, là cái cặp thuốc uống. Cái cặp thuốc uống này đó là cái cặp thuốc uống này là cái cặp thuốc uống này là của Hồng Kông, chị thuốc Bắc, một lọ 100 viên. Thuốc này uống vào chị bệnh gì vậy Tạo? Chị nhức mỏi đa xương khớp hoạt huyết, và chị thần kinh tọa, đĩa đệm, gai cột sống, thoái hóa luôn cả bệnh gút luôn, và hỗ trợ tai biến, sai tàu xe vẫn uống được luôn, chuột rút vẫn uống được luôn ha, chuột rút vẫn uống được luôn. Đó rất là tuyệt vời cặp thuốc này. Thì ở đây cặp thuốc này thì Quốc Tạo cũng công bố giá luôn, đó là 350 ngàn, và luôn cả cái liệu trình của mình tặng cho bà con là 50 ngàn, nữa là 400 chọn gói miễn ship. Thì ở đây là chúng tôi cặp thuốc này đó thì chúng tôi bán được 2 năm nay rồi, không có tác dụng phụ ha. Uống vào bà con giống như bà con bị đau khớp háng nó, bà con uống vào cũng hết đó. Bà con bị nhức mình nhức mẩy, đi lên lầu cúng kiến không được, uống vô cũng hết đó. Nó rất là nhiều cái yếu tố trong cái cặp thuốc. Hai nữa thì bà con quỳ xuống đứng dậy không được, uống cũng hết. Bà con uống có người nói uống nó đi nhẹ như bay vậy đó. Nó tại vì trong mình của mình lúc trước nó nặng nề quá, đi đứng khó khăn quá, máu nó không lưu thông. Có khi ban đêm quý vị ngủ một giấc, sáng tối nửa đêm quý vị thức dậy uống nước, quý vị cảm giác được trong mình quý vị nó nặng nề lắm, nó giống như là từ cõi địa ngục trở về vậy đó. Là sao? Là do cái gì? Là do voi của mình nhiều quá, máu huyết mình lưu thông không được. Máu mình ăn đồ mặn, hoặc là mình hoặc là máu của mình nóng trong mình, nó trì trễ, nó chạy chậm, hoặc là máu mình nhiễm mỡ, nó thẳng vậy đi thì nó trì chậm, nó làm cho mình giống như máu bị đông, mà mình đi đứng khó khăn nhức mỏi kỳ cục lắm, mình đi đứng chút xíu nữa mình nó bình thường lại. Thì quý vị uống hai viên thuốc này trước khi ngủ, thì tới lúc ví dụ quý vị sáng thức sớm vẫn luôn uống nước trà cúng kiến bàn việc đạo đức đó đó. Cuộc sống mình như vậy là quá hạnh phúc rồi bà con, mấy người lớn tuổi như vậy là hạnh phúc lắm rồi, còn gì bằng nữa quý vị, còn gì bằng cái việc cúng kiến nữa. Thôi ha, mình sẽ cho qua cái phần cặp thuốc này ha. Bà con có nhức mỏi, thần kinh tọa, đĩa đệm, gai cột sống, thoái hóa, bệnh gút thì liên hệ Quốc Tạo ha, để thể nhận cặp thuốc này. Thì chúng ta sẽ trở lại cái dòng đầu, đó là cái hộp thuốc tê bì chi. Thì hộp thuốc tê bì chi này đó thì hiện giờ có nhiều bà con uống đã hết tê và đã hết gói loạn tiền đình, tức là thiếu máu não, đi đứng xây sẩm mặt mày, đi ra nhà trước quên đồ trước, đi ra nhà sau quên đồ sau, đó là quên trí nhớ, kém trí nhớ, và là đau vai gái, là đau chỗ này nè bà con, đau chỗ này đó. Cho nên hiện giờ một cặp thuốc này nó sẽ giúp cho bà con về giải quyết được bốn cái phần đó: tê tay, tê chân, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gái. Cặp thuốc này là cặp thuốc kết hợp với Nhật Bản, uống rất là hay luôn nha. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp tục thuốc diêm son luôn, diêm son của chúng tôi đây có thuốc diêm son luôn ha, thuốc uống diêm son luôn. Còn đến cái phần cái lọ này thì ngày xưa đó là cái lọ này nè, là thuốc ngứa này nó sẽ hỗ trợ 50% cho phần chỉ, nhưng mà sau này cái những cái bệnh chỉ nó không có hết, nghĩa là những bệnh chỉ nó nặng quá, nó đi cầu ra phân ra máu rồi nó lòi ra, nó bị trì trễ, nó không có hết. Thì ở đây chúng tôi đã nghiên cứu một loại thuốc là của Hồng Kông, đây có để luôn quý vị, Mazel ở Hồng Kông luôn, có để cho bà con luôn, sản xuất tại Hồng Kông. Hai cái loại này đi chung nhau thì một tép là bôi, một tép là ua, một lọ là uống. Thì bà con có bệnh chỉ cứ liên hệ Quốc Tạo ha, cỡ nào cũng hết hết trơn. Có người ta uống một hộp cũng hết, hai hộp cũng hết, ba hộp cũng hết, tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Còn cái hộp này hộp ngứa, thì hộp ngứa này ngoài cái việc mà ví dụ như những người ăn chay trường đi, nó bây giờ nói những người ăn chay trường để khỏi nói những người khác, tại sao mà bị ngứa? Quốc Tạo ăn chay trường đây quý vị, mình ăn trúng một cái gì đó vô là mình sẽ bị ngứa liền, nó ngộ lắm, nó đặc biệt lắm. Thì ở đây thuốc qua cái quá trình mà nghiên cứu qua bản thân của mình đó, thì Quốc Tạo đã uống. Thì Quốc Tạo xin nói với bà con, Quốc Tạo chỉ uống đúng 2 lần thôi
Một lần đó là Quốc Tạo đi ban đêm nó ăn trúng cái gì đó không biết, là nó bị gần mình hết trơn, nó không có thấy gì trong mình hết trơn mà cứ gãi hoài vậy đó. Quốc Tạo uống có 2 viên, sáng Quốc Tạo thấy im ru rồi, Quốc Tạo đóng thêm 2 viên nữa, tới bữa nay luôn không có nhúc nhích luôn, ăn uống cái gì cũng bình thường hết. Nó ở trong đây nè, trong cái phần thuốc này đó là ngoài cái việc mà ngứa uống đó thì nó có điều trị như thế này. Người có chức năng gan suy giảm do viêm gan, xơ gan, mẩn ngứa, nổi mề đay, vàng da đó, ngoài việc ra nó còn lọc máu trong gan, trong thận cho bà con luôn. Cái lọ thuốc này đặc biệt như đó, thì ở đây lọ thuốc này thì bà con rất là tin dùng, có nhãn mác, có chống hàng giả đàng hoàng luôn ha, có thành phần thuốc trong đây luôn, có thời hạn sử dụng luôn, con yên tâm mà dùng ha. Đó là ngứa máu. Rồi tiếp tục đến thì sẽ giới thiệu đến là thạch lâm thông. Thạch lâm thông này là chuyên trị ở bên sạn thận, thì cũng báo với bà con là nhiều cô bác đã dùng hết bệnh sạn thận của Quốc Tạo cũng rất là mừng đó. Thì bà con nào sạn thận nhiều thì hoặc là cái thận mà cái sạn của mình, sạn túi mật, sạn thận, bất cứ cái sạn gì là cái thuốc này giải quyết được hết luôn, cả sạn nước luôn, giống như một bên nước, một bên thận, bên sỏi cũng nó sẽ tiêu tan hết luôn đó. Và ngoài ra đó là nó còn giải quyết được sạn túi mật luôn. Nó còn sạn nào mà nó ở nằm ở vị trí thích hợp thì nó sẽ văng ra ngoài luôn, nó nhỏ là nó văng ra ngoài luôn. Còn sạn nào mà nó nằm vị trí không thích hợp thì nó sẽ bị tan, từ từ tan. Quốc Tạo chỉ cho bà con tiếp cái bài thuốc dân gian đó để uống cho nó tan chung với cái hộp này luôn. Hộp này thì Quốc Tạo đã uống được mấy hộp rồi, và hiện giờ nó không còn sạn nữa, rất là khỏe. Còn hộp thuốc ho này thì khỏi bàn đi ha. Thuốc ho này thì các chị em, các cô bác, các em nhỏ, nhất là những em nhỏ. Tại sao những em nhỏ lại ho? Thì ở đây Quốc Tạo cũng sẽ giải thích cho bà con nghe. Và những người lớn tuổi thì những em nhỏ thường thường là đi chơi, đi quậy phá, đi giỡn hết, rồi cuối cùng là tới chặn dạng mới tắm, từ 8 giờ 9 giờ mới tắm. Thì cái làm cái cho một cái thói quen như vậy thì các em nhỏ với các người lớn tuổi thì thường thường là tắm bây giờ đó, thì tắm bây giờ đó chúng ta sẽ bị cảm với một cái nhiệt của ở dưới lên, khi bằng bằng đêm thì cái lượng âm khí âm nó lên nhiều đó, quý vị sẽ càng ngày tích lũy sẽ bị vào phổi chúng ta, hít vào phổi chúng ta sẽ bị ho, rồi ho của hậu Covid nữa. Đó là cái hộp thuốc này sẽ đáp ứng nhu cầu cho bà con hết luôn, vụ ho của hậu Covid luôn. Thì ho của hậu Covid thì ho của phổi trắng đó giúp luôn, giúp cho phần con ho đêm, ho lâu ngày, ho đờm hết luôn, rồi trị luôn bệnh hen suyễn và phổi cho bà con luôn. Hộp thuốc này rất là tuyệt vời ha. Thì ở đây tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ, ở đây nó có để luôn, để là Malaysia nha, thuốc của Malaysia nguyên chất luôn, nhưng mà ở đây nó có chữ Việt Nam cho bà con sử dụng rất là dễ. Ở đây là thuốc huyết áp với tim mạch đi chung với nhau, thì khi bà con uống thuốc huyết áp tim của mình đập nhanh, huyết áp mình tăng cao, mình dễ bị đột tử, đột quỵ, đứt gân máu là do huyết áp. Thì ở đây có thuốc huyết áp cho bà con uống, huyết áp mình bình lại. Toàn bộ thuốc Quốc Tạo là thuốc bắc chiếm 70-80% rồi, nghĩa là bà con uống vào sẽ không sợ tác dụng phụ. Đây là giãn tĩnh mạch. Những bà con nào nổi gân xanh, sưng giò cẳng, phù giò, rồi bị nhức giò, tê giò do đi đứng quá, làm việc quá nhiều, lại cúng quá nhiều, đi đứng tới lui làm công nhân, làm hồ, làm này kia mà nó phì, bà con cứ bỏ qua, thời gian nó gì nó nhức, nó phù lên, xanh lá chân, quý vị phải uống thuốc này, tranh thủ liền từ một hộp, hai hộp, để nó dần lại, nó tái tạo cái tế bào lại, nó giúp cho cái gân không còn bị hư tổn nữa, chứ không thôi là nó sẽ sanh ra những cái bệnh giống như là tê, rồi sau này sẽ có những cái việc mà mình nó không có đáng tiếc xảy ra đó quý vị. Còn đây là cái hộp thuốc tiểu đường. Thì tiểu đường này nó có dây thìa canh, câu kỷ tử, khổ qua, dạ, dảo cổ lam là những thành phần thuốc trong đây rất là đặc biệt luôn. Thì thuốc này là thuốc tiểu đường viên, còn cái này là tiểu đường tán đó. Bà con có dùng cái nào thì cứ liên hệ Quốc Tạo nha. Hai loại này thay thế thuốc tây rất là tuyệt vời. Thuốc tây chúng ta uống vào nó sẽ như thế nào, nó sẽ là nào là bị nóng nè, rồi nào là bị tác dụng phụ nè, nào là bị biến chứng nè, rồi bị khô khan trong mình, ăn không được, ngủ không được, và thuốc này nó sẽ trái ngược lại hết cho bà con. Ăn được, ngủ được, bình đường, rồi nó sẽ tái tạo lại những tế bào tốt, làm cho người ta mập mạp lên. Thì ở đây là đường Quốc Tạo rất là hay ha, có nhiều bà con dùng rất là tuyệt vời, và cũng đã điện thoại lại do đường sanh ra không có gì rất là quan trọng. tiếp tới đây đi ha, tiếp tới trên cao này đi. Ở đây là cái hũ máu nhiễm mỡ, thì ở đây cũng lần nào cũng giới thiệu cho bà con
máu nhiễm mỡ nó không có gây hại trong không có cái biểu hiện cho chúng ta biết là máu nhiễm mỡ nó sẽ giống như nhức đầu chóng mặt, không có đâu. Nhưng mà cái tác dụng của nó là nó sẽ đem đến cái quả luôn, chứ nó không có đem đến cái nhân. Thì ở đây máu nhiễm mỡ này chúng tôi là bằng thuốc bắc luôn, rất là tuyệt vời. Quý vị tháo cái viên ra, trong cái viên nó để là thuốc, để là bên đông y luôn, rất là tuyệt vời, thuốc đẹp lắm. Rồi hai nữa đó là thuốc này đó. Ví dụ như bà giờ, ví dụ như bác tạo điển hình cái nguyên cái hộp thuốc này là cộng găng của chúng ta, thì khi chúng ta nhiễm máu nhiễm mỡ đi là 1%, 2/3, 1/3 nó nằm như thế này, thì máu nó sẽ lưu thông trên đây. Thì cái phần lưu thông trên đây nó sẽ thời gian quý vị sẽ cảm giác được như là thiếu máu lên não nè, tại máu nó chạy lên trên não, nó đường cái đường ống nước nó nhỏ nè, ống máu nó nhỏ nè, rồi bị rối loạn tiền đình nè, đau vai gái nè, nó bị nhức nè, bị tê nè, đó. Thì khi mà máu này nó cái gì không điều trị thì mỡ này sẽ lên tới 2/3, thì cái độ 2/3 này nguy hiểm nha. Thì quý vị sẽ một đêm thức dậy sẽ cảm giác được là mình bị nhức nữa bên mình, nhúc nhích không được, khám bác sĩ nói là bị bán thân bắt tội, tức là liệt nửa thân người đó, hoặc là bị đột tử, nặng nữa là đột tử, rồi bị co giật, là máu chạy không kịp nó co giật nó, rồi bị xỉu, bị huyết áp tăng lên, dần dần nhiều cái căn bệnh rất là nguy hiểm là do máu nhiễm mỡ này gây ra, không máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ đó. Thì ở đây bà con dùng thuốc này nó thì sẽ rất là thành công. Và ở đây bác tạo đã dùng 2-3 hộp rồi, thì đã khám lại là không còn máu nhiễm mỡ nữa, thì bác tạo rất là mừng. Còn nhiều bà con khác cũng đã dùng cái này rồi thì đi khám lại đi, thì bà con sẽ cảm giác được nó rất là tuyệt vời. Nó có người hỏi liệu em uống thuốc này có trúng lợi không. Kính thưa, nó tỷ lệ trúng lợi đó là chỉ có 5% thôi, 5 đó nghe, không 5% chứ không phải là 10% nghe bà con, 5% thôi tỷ lệ trúng lợi. Có nhiều cô bác hiện giờ là không còn bị nữa, không còn mua uống nữa, và nghỉ hết rồi, hết bệnh luôn rồi, rất là tuyệt vời, máu nhiễm mỡ. Còn đây là cái hộp thuốc này là nhỏ nhưng mà có vỏ nghe, ăn được ngủ được. Thì ở đây quốc tạo cũng đã, người ta cũng đã đưa cho quốc tạo rất là nhiều loại thuốc ăn được ngủ được, nhưng mà mình phải test trong cái bản thân của mình, trong cái gia đình của mình, trong người thân của mình. Thì qua một tháng chờ nghiên cứu thì ở đây rất là thành công luôn, mà uống vào sẽ thấy buồn ngủ đó, ăn được ngủ được, những người mất ngủ lâu năm ok dùng thành công. Hộp thuốc rất là đẹp luôn, thuốc này là bản gốc của nó là Malaysia luôn, nó là bản gốc Malaysia luôn, có để chữ Malaysia, Malaysia in Malay luôn ha. Còn cái hộp thuốc này là hộp thuốc tiểu đường Nam Mô Phật, hộp thuốc tiểu đêm, viên tiểu đêm. Thì hộp thuốc tiểu đêm này nó rất là đẹp luôn quý vị thấy nè, tạo mở cho bà con xem. Thuốc tiểu đêm này đó là ban đêm chúng ta đái, chúng ta đi tiểu 5 lần, rồi 4-6 lần, 7 lần, có người lên tới cả chục lần thì sao chúng ta ngủ được. Thì sáng con mắt chờ giờ ở trên sao mà đi đứng gì giống như người mất hồn vậy đó. Đó là do sao, là do thận chúng ta yếu, thận chúng ta suy, thận chúng ta hư. Thì thuốc này trong đây có để luôn, sẽ tăng cường thận cho mình lên và sẽ bổ thận và sẽ làm cho chúng ta hạn chế cái tiểu đêm lại tuyệt đối luôn, hạn chế cực kỳ luôn. Vậy thấy cái hộp thuốc đẹp không, có hướng dẫn sử dụng nằm trong đây nè, đây là hướng dẫn sử dụng đây, thấy không, cái hộp thuốc rất là đẹp luôn, làm rất là công nghệ luôn quý vị. Còn những cái thành phần thuốc gì trong đây quý vị có đầy đủ hết ha. Đó, tạo sẽ đọc sơ ngang cho bà con nghe, cho bà con thấy nó tuyệt vời như thế nào. Công dụng hỗ trợ bổ thận, tăng cường chức năng thận, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gắt, tiểu không tự chủ, tiểu do chức năng thận yếu kém. Đó, bây giờ thấy không? Trong đây có đầy hướng dẫn sử dụng thành phần thuốc luôn ha, có tem chống hàng giả luôn ha, bảo hành luôn ha, có nhà sản xuất luôn ha. Rồi, quá yên tâm luôn, thuốc này quá tuyệt vời. Còn dầu dừa này á, thì là quý vị cũng biết rồi, dầu dừa này hiện bây giờ ngoài cái việc mà quốc tạo nói ra đó, thì còn cái việc là tỷ cơ nói là mình lấy dầu dừa này mình cà với cái loại thuốc gì đó, tỷ cơ nói đó, quốc tạo nhiều clip quốc tạo quên đó, thì là mình sức được thuốc ngứa luôn, hiện giờ bệnh ngứa rất là nhiều. Còn ngoài ra thì quý vị uống sáng muỗng canh, chiều muỗng canh, nó sẽ làm cho chúng ta giải độc gan, độc thận, độc tim, độc phổi chúng ta, nó sẽ thải ra cái đường đại tiện chúng ta. Ví dụ chúng ta uể oải nè, ưa cạo gió nè, nó mà gia đình nói là cạo gió ghiền đó, rồi tiểu đêm nè, nó rồi bị bao tử nè, vân vân, thì uống này vô sẽ tốt sức khỏe lắm, sẽ thải độc từ 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 hết trong người chúng ta, độc nhiều lắm quý vị, độc tố nhiều lắm. Nó trong thời gian sống của chúng ta hít những cái việc
hít thở không khí không trong lành, rồi ăn uống không có sạch sẽ đó, rồi làm liệt diệt thì quá sức đó, thì nên là chúng ta phải cần thải độc ra đó. Thì ở đây là dầu dừa quốc tạo là cam kết cho quý vị 100% nguyên chất, và quốc tạo để cho bà con 300.000 một lít. Ở đây quốc tạo có một cái chỗ trụ sở dưới Bến Tre, cho nên nấu bằng thủ công rất là đặc biệt, không có ép lạnh, không có gì hết trơn á. Ở trên thị trường hiện giờ là 450.000 một lít, quốc tạo chỉ để cho bà con 300.000 một lít thôi, để cho bà con đừng mua thuốc quốc tạo rồi ta sẵn đó, mình ta sẵn lấy dầu dừa tại vì ta dùng luôn ha. Nó cuối cùng là cái chai mật ong nguyên chất này. Thì mật ong nguyên chất này đó thì lúc sớm giờ đó cũng báo với bà con đó là ở dưới đây là mình đã bị mình đã có ngâm cái này đây. Các vị thấy đây, nó héo đây, phải không? Nó héo cái đầu mà các vị thấy không? Đó, héo đó. Là ở đây là chúng ta có hai cách thử. Một là cách thử cho cộng hành nó héo. Còn cách thử thứ hai nè, các vị thấy không? Héo rõ ràng, nó héo cộng hành lại luôn nè, héo héo nhỏ to nhỏ xíu luôn nè. Đó. Còn cái cách thử thứ hai là quý vị tráng một lớp nhỏ ở dưới cái đáy ly á, rồi quý vị quậy đều lên, rồi quý vị dùng thì thấy nó bình thường. Còn quý vị mà dùng mà thấy nó chua chua, tức là cái đường, tức là ông giả. Ông này thì bảo đảm như vậy 100% là nguyên chất nha. Nó không nguyên chất có mình có quyền mình gọi quốc tạo mình đổi lại. Nó quốc tạo ở đây bán 1.400 lít bằng ông, là có nghĩa là bà con yên tâm mà dùng này, héo đâu, như thấy không? Cái cộng hành bình thường nó đâu héo đâu nè, không? Cộng bình thường nó gì nè, nó đâu héo đâu. Rồi, cũng xong về mặt ông luôn. Là xong về những cái sản phẩm mà chú Quốc Tạo đã giới thiệu cho bà con. Thì tới cái sản phẩm mà tặng, thì ở đây Quốc Tạo có tặng một gói thuốc đau bao tử. Bà con nào có đau bao tử, Quốc Tạo sẽ tặng bao tử. Rồi thuốc có tỉa cơ là 5 màu, là thuốc tây đó, thì Quốc Tạo sẽ gửi cho bà con vài lần uống. Mà thuốc 5 màu tỉa cơ Quốc Tạo cũng còn luôn. Ngũ hành đó 5 màu đó, thì thuốc đó trị nóng sốt, ho, nhức đầu đó, thì Quốc Tạo sẽ tặng luôn, đó là thuốc tây ha. Còn ở đây thuốc tây là bịch nằm đây nè, năm màu sớm nhận thấy nè. Quốc Tạo có rất là nhiều luôn ha, một tặng cho bà con nào có cần thì liên hệ Quốc Tạo. Còn ở đây nè, còn đây là cái phần của này là của Quốc Thành. Quốc Thành nó có hai cái loại, một loại là máy niệm phật, một loại là máy niệm phật. Quốc Thành nó có máy niệm Phật ha. Thì cũng xin nhắc lại máy niệm Phật và máy hát giảng này ở bên Quốc Thành. Nên bà con có mua thuốc thì qua bên Quốc Thành mua để Quốc Thành nó tặng cho mình máy niệm Phật với máy hát giảng ha. Thì máy niệm Phật, máy hát giảng thì Quốc Tạo không có nha. Quốc nào nói trước, Quốc Tạo chỉ có hình thầy thôi, với chân dung thầy, với củ quyền, tam bảo, trần điều, giảng thầy Quốc Tạo có hết. Nhưng mà mấy cái máy niệm Phật với máy hát giảng là bên Quốc Thành. Bà con quên mua thuốc Quốc Thành ta gửi cho bà con. Còn cái số điện thoại của Quốc Thành á thì là 0 4 con số 3 0 4 4 2 4 nha, 0 4 con số 3 0 4 4 2 4, tức là 0 3 3 3 3 0 4 4 2 4. À, con qua Quốc Thành mua giùm cho đệ, lấy thuốc giùm cho đệ, với lấy máy này qua bán giùm cho đệ đó, để giới thiệu giùm cho nó thôi. Đây, còn đây là máy hát dài. Ở đây có đầy đủ hết trơn, có cọc sạc cho quý vị luôn. Rồi ha, rồi vậy là mình cũng đã kết thúc chương trình. Ở đây thì bà con cứ việc cần cái gì cứ liên hệ với chúng tôi. Thì kính thưa bà con, cũng kết thúc trước khi kết thúc chương trình thì cũng xin thông báo với bà con là bà con mua thuốc Quốc Tạo, bà con uống hết bệnh, bà con niệm Phật, bà con ăn chay, bà con niệm Phật thì cái phước đức đó là Quốc Tạo cũng được hưởng chung. Còn khi mà bà con mua thuốc Quốc Tạo lấy tiền của bà con là được chút đỉnh, thì Quốc Tạo làm trần điều của quyền chân dung thầy với giảng của thầy thì phát cho bà con ở nơi xa miễn phí. Thì lúc đó là phước đất đó thì cũng chia với bà con, cái là từng quần cái việc làm phước của mình. Thì khi bà con gọi Quốc Tạo không được, ví dụ như bữa nay gọi không được thì ngày mai gọi, hay là gọi canh phân chừng tiếng hồi sau gọi, hoặc là nhắn tin vào, hoặc là kết bạn Zalo. Số điện thoại Quốc Tạo có hai số: 0927731654 là một số. Một số thứ hai là 0360388939 3763. Xin lặp lại số thứ hai: 0383893763.
đó hai số Quốc Tạo, bà con kết bạn Zalo cũng được, nhắn tin cũng được, nói gọi lại cho tôi là Quốc Tạo sẽ gọi lại để sắp xếp chương trình. Khi mà Quốc Tạo đăng nick lên, Quốc Tạo người ta điện lại rất là nhiều, Quốc Tạo rất là bận, cho nên là bà con điện lại không được, bà con cứ nhắn tin vào Quốc Tạo sẽ gọi lại ha. Thì kết thúc chương trình thì cũng nơi đây cũng xin hồi hướng công đức phước đức của Quốc Tạo để cho bà con được tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly, và bà con dùng thuốc Quốc Tạo nhớ niệm Phật, nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tại Đức Thầy có cho biết là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình, hay là Di Đà lục tự gán ghi niệm cho tàu.